Hello anh em, chào mừng đã trở lại với quý gamer, youtuber, bữa số 1 Việt Nam Hôm nay không mượn cặt review và hôm nay game update một cái chế độ mới đó là Thô Nam gì đó, quên mất tiêu rồi <laughs> Tiếng Anh hơi dốt Nhưng mà đầu tiên mình từ chỗ summon này ha Mình đi tới mình kiếm cái cổng Summon mình đi ngược lại, cái cổng ngay chỗ người tiết nè đó, Người tiết có cái cổng đi vô Tôi kiếm nãy giờ mới ra đó Đây, cái cổng người tiết đi vô đây nó sẽ có đây Là cái gì Thô nam Cái này đọc sao ta? Không biết đó. Cái này mà trong on trong anime ở bên chơi có anh em. Nói anime adventure bên chơi mới nói tự nhiên bị rớt bản quyền tức quốc. <laughs> Cái này là boost 25% dam à, và 50% dam Kaleto for À đây. Tức là xài hệ ánh sáng với hệ điện là sẽ được <laughs> tổng 25% dam. Rồi cái hệ good bấu like, bấu vơ với revive này á là sẽ được cộng thêm 50 phần đam cái này á nó sẽ chia ra hai bảng xếp hạng cái này là farm đam á ai đam nhiều được à, toàn cầu và hạng trong khu vực không biết trong khu vực là trong đâu toàn cầu không trong khu vực khác nhau hạng trong khu vực nó bé hơn uhm, bây giờ hạng của tôi là 100 phần trăm tôi chưa đi hạng đây nè nó xếp hạng cái như mình càng mình càng ít đó, thì mình sẽ <laughs> nằm trong cái top ở à giờ đây top một một phần trăm. cái này là top 100 người thì mình sẽ được một cái thích thù với một con unit chắc con này xịn đó gắn kiếm đi nha ra yeah, 10 cái thú thù man capsule à, 230 cái ESP 230 thì hơi bị nhiều đó với um, 20.000 gold 20.000 gold thì cũng không, không không cần thiết lắm đâu gold tôi nhiều lắm đây top 1 trăm Tôi thì chỉ cần top 4 đến top 10 được rồi Top 1 chắc không nổi quá Đây là farm Ram nha Cái này tôi lại nhớ tới Holy Không có dạo này nó mất tiêu rồi Dạo này chơi game khác rồi Cái um, hồ này nó ngon hơn nè Cái hồ này nó có được một unit Nó có được uh, 250 Stardust với 25 Total Man Tonamen Chắc đọc Tonamen Tonamen Token đó nó nói chung nó có status với lại token nhưng mà cái này nó chơi hạng 1, hạng 2, hạng 3 hạng 10 tức là nó hiếm lắm giờ hạng 14 nè 29 nè cái này khó mà vô lắm cuối cùng là hạng 100 nói chung là lọt vào top 100 thì mới được nổi 100 ở đây mà bây giờ ông top 1 là farm là 500 không, 5, 5, tỷ đam tôi cảm giác mình có thể làm được nha đam hiện tại tôi là không Ờ tôi mới bấm vô cái nó nó dịch chuyển đi đâu rồi Tôi đâu có tính đi map đó đâu đó, này là map phí liệt chắc luôn nè Tính ra là tôi chưa có tính làm gì luôn á Tự nhiên cái nó dắt đi tới đây rồi À đội hình thì vẫn là của mình Cái tem này tôi đem để tôi đi bậy chơi thôi mà Đâu đâu có tính đi uh, thú thùng man hay gì đâu Mà để coi cái quái nó ra nó mạnh yếu sao Cái này không ít ba luôn ta Công bằng dữ ha Quay một sau 1.500 giây nữa 16.000 ra cũng không có không sao Ủa cái này mình auto skip được mà à một người chỉ có 1.500 giây nha thì ra là như vậy cái dây này nó điếm nó cũng lỗi lỗi sao á nè nó đâu nó đâu có chạy liên tục đâu mà hình như là qua mỗi lần skip quay là nó chạy liên tục 1.500 giây và yeah, mình sẽ phải farm đam làm sao nhiều nhất có thể có farm có đam có sự có kêu không biết là nó, tính đam hay tính kêu ta hay là hai cái bản hồi nãy là một cái bản đam một cái bản kêu mà chơi theo cái kiểu này là hơi căng đó giờ không có ít hai ít ba ít đến một trận là một ngàn năm trăm giây <laughs> căng tôi tôi thấy căng thẳng lắm luôn á unit không được chấp nhận à Hiện tại là chỉ có mấy hệ thôi là ánh sáng nè. Thế con này nó không được xài ta. Con này nó có lỗi lỗi lầm gì đâu ta. tôi chưa có coi sao hướng dẫn luôn anh em. Thì ra là nó có giới hạn unit nữa. Chứ không phải là muốn đặt con gì đặt. Thôi tôi ra nha. Tui ra tôi coi còn cái gì nó hôn. Tại sắp đi làm rồi quay không kịp đâu. Để coi bên đây nó có cái gì hả? Uh, shop, commission. Ồ, oh, tôi gì à? Tôi gì đang bán đồ luôn à? à, bên đây lại gặp cái anh phóng viên này nữa bên đây shop commission thì là có hai cái shop một cái là bán theo cái đơn vị là thố thù man gì đó đam nó gõ kìa nó ghi là đam tăng do cái này thôi mà chứ nó đâu có ghi là phải xài mấy cái đó thôi nói chung nó có hướng dẫn hết trơn mỗi tuần thì nó sẽ thay đổi một cái lần đam hoặc skill à vậy là một bên đam một bên kêu à ông ta hết cái này tôi nghĩ đam hết với thằng nào mà kêu dữ vậy không biết không biết tôi cũng chưa rõ lắm anh em không biết ai có rõ hơn uh, giới thiệu chi tiết còn ghi tôi thì thấy phần quà như vậy thì nó cũng hơi ít hết người youtube trăm này tôi thì không vô trăm được rồi tôi youtube ngàn là đâu có được cái gì đâu này top mấy phần trăm nè cho nên không biết ai à, top năm mươi phần trăm cũng có nè à vậy là người người đều có anh em ít nhất cũng 50 50 năm mươi rồi à, để bữa nào tôi sẽ biểu diễn kỹ thuật đi thử thì sao hết tôi kêu không đi xe nhập về tôi đi thử chứ hiện tại thì sắp đi làm rồi cho nên là tôi không đi được update này có code mới nha đó làm gì là không biết có code là được uh, total man star 150 star đất 5.000 kim cương uh, online 10 phút mới được là level 40 trở lên rồi nhập code thử coi có cái gì không rồi được thêm 150 cái này chả cái gì để trên hết tính ra update này là tôi không tốn kim cương mà tôi lại được nhiều hơn luôn á anh em Tại đâu có con nào mua bằng kim cương đâu Rồi, Thôi bye bye hẹn gặp lại um, Sau khi tôi nghiên cứu và biểu diễn kỹ năng Rồi, Bye bye nhé